truyền thống, đúng không? Và thứ hai nữa là người làm công ăn lương. Vì cái này nó chịu quy tắc của cái này. Vậy thì kinh doanh truyền thống là cái gì? Chắc em cũng biết rồi, nhưng mà cho anh xin phép nói lại để cho nó rõ. Có nghĩa là kinh doanh truyền thống, lấy ví dụ đây là một cái nhà máy, đúng không? Đến cái sản phẩm người tiêu dùng, đúng không? Lấy ví dụ đây là một chai nước suối chẳng hạn, một chai nước suối hoặc chai bia đến tay người tiêu dùng đó là 10.000, 10k. Tuy nhiên nhà máy nhận về chỉ được có 2k thôi, đúng không? Nhưng nó chịu rất là nhiều vấn đề chi phí phát sinh. Theo các nhà kinh tế học, nó chiếm mất 80% rồi. Thứ nhất là vốn, làm gì phải có vốn, đúng không? Là tiền. Thứ hai nữa là quảng cáo. Thứ ba nữa là nhân công, mặt bằng, bến bãi, thuế má, rất là nhiều người, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đúng không? Vậy thì một chai nước suối này đến tay người tiêu dùng nó mất 10 đồng 10k. Cái chi phí phát sinh này mất 8k rồi, tức là tương đương mất 80% rồi, đúng không? Vậy thì ví dụ như là mình uống một chai nước suối này ở Gò Vấp là 10k, nhưng mà mình lên tòa nhà Topico hoặc là 81 tầng gì đó mà cái chai này nó đội lên có thể là 100 ngàn, đúng không? Bởi vì chi phí phát sinh cồng kềnh tốn kém, phải không? Tuy nhiên cái này mình không kiểm soát được giá, mà cũng không kiểm soát được hàng gián, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đúng không? Sao không kiểm soát được? Bởi vì nó cồng kềnh tốn kém như vậy và chi phí phát sinh nhiều vậy. Đấy, thì cái này tạm thời chắc chắn nó sẽ bị đẩy lùi, đúng không? Ok. Còn người làm công ăn lương, người làm công ăn lương thì như thế này, bởi vì chịu cái kinh doanh truyền thống, ai cũng có một quỹ đạo trong một ngày, đúng không? 24 giờ, 24 giờ, không ai hơn ai, thua kém ai hết, kể cả tổng thống Donald Trump. À, vậy thì 8 giờ này mình làm hành chính, 12 giờ chúng mình tăng ca, và maximum là 24 giờ, đúng không? Tuy nhiên 24 giờ ít người có thể làm được, bởi vì theo đồng hồ sinh học mình phải giữ gìn sức khỏe chứ, đúng không? Bởi ngày thì mình thức, buổi tối mình phải ngủ chứ, đúng không? Nhưng mà anh Quốc Hưng cho hết, tổng hết 24 giờ luôn. Cái người làm công ăn lương chỉ hưởng được 8 đến 15 triệu một tháng thôi, đúng không? Bởi vì sao? Chịu cái kinh doanh truyền thống, nó chỉ vậy thôi, nó đong đếm rồi cho mình rồi. Bởi vì này, nó chi phí công nghệ tốn kém, này tổng giám đốc, phó giám đốc, rồi phó trưởng giám đốc, rồi trưởng phòng kế toán, nhân viên cồng kềnh tốn kém như vậy, đúng không? Tổng giám đốc 50 triệu, ông này là 40 triệu, ông này 30 triệu, ông này như vậy, nó mặc định rồi. Vậy thì hỏi một cái cơ hội chúng mình mua nhà, mua xe cực kỳ khó, đúng không? Với cái chi phí trong thời bảo về vấn đề tài chính như thế này, bảo về giá như thế này, rồi nhà trọ, rồi mình sinh một đứa con, rồi điện nước, tất cả những chi phí rất là tốn kém, đúng không? Đám giỗ, đám chạp sinh nhật. Vậy thì cái chi phí này để có cái cơ hội mà chúng ta tốt đẹp trong cuộc sống cực kỳ khó. Chỉ có nhóm người nào đó may mắn có gia sống trong một gia đình hoàn cảnh tốt, rồi kinh doanh theo nghề tay trái thế này thế kia, thì mới có cái cơ hội có nhà có xe, đúng không ạ? Vậy thì cái này chắc chắn nó sẽ bị đẩy lùi, đúng không? Rồi tiếp đến nữa là
đúng không? Hôm nay chúng mình đang sống trong thời đại số. Thời đại số là gì? Là kỷ nguyên số, phải không? Vậy thì như thế nào là 1.0, 2.0, 3.0 và 4.0? Thời thuở ban sơ, con người phải dùng sức người, đúng không? Đi cuốc, đi cày, dùng những cái công cụ thô sơ để tạo ra của cải vật chất, là lúa, là khoai, là lương thực, đúng không? Tuy nhiên, chuyển đổi lên thời kỳ 1.0, người ta dùng là gia súc như con bò hay là con ngựa, người ta gọi là mã lực, để kéo, để cày, rồi người ta chế ra những cái máy, thường người ta gọi là mã lực. Cái máy đó bao nhiêu mã lực để cho tốc độ tăng trưởng nó thay đổi hơn, nó phát triển hơn, đúng không em? Tiến qua một cái thời đại dùng sức ngựa, tức là mã ngựa, thì người ta dùng đến động cơ hơi nước, về động cơ đốt trong, và người ta đẩy ra ví dụ như một đoàn tàu hoặc là một cái cỗ máy, người ta dùng sức hơi nước, động cơ đốt trong để đẩy lên lại cho nền kinh tế nó phát triển ra, thay thế sức người, sức kéo, sức ngựa, đúng không? Ok, tiếp đến nữa là loài người chúng ta lại phát sinh ra dòng biển, lại đẩy lên một tầm cao mới, nó mạnh hơn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đúng không? Là sức điện. Rồi ok, tiếp đến nữa là một thời kỳ nữa là computer, có nghĩa là máy tính. Như em được biết, đúng không? Nếu như trong thời đại này mà chúng ta một doanh nghiệp nào đó khi mà làm kinh tế hoặc kế toán vấn đề gì đó mà viết tay thì thôi là như vậy là thua rồi, đúng không? Nếu như viết tay là thua rồi, vậy thì người ta phải dùng đến computer, đúng không? Và làm việc rất là nhanh, đúng không? Thống kê rất là nhanh. Rồi tiếp đến trong thời kỳ đại kỷ nguyên số mà chúng ta đang sống hiện tại đây là kỷ nguyên 4.0, thời đại 4.0, người ta dùng đến cái gì? Đến mạng internet. Vậy thì mạng internet là lại tăng trưởng kinh khủng luôn. Ngày xưa chúng mình viết một cái lá thư tay, đúng không? Rất là khó, cần cần lạc hậu. Đôi khi cái lá thư đó bị thất thoát đi, hoặc thất lạc nhưng mà thất thoát, đúng không ạ? Vậy cái thông tin người đó đến rất là chậm, nhận đến là chậm, đúng không? Đôi khi mất đi thông tin rồi, và không thể mô tả bằng mặt được. Ông chủ Facebook là một điển hình. Ông chủ Facebook Zuckerberg, đúng không? Tạo ra Facebook, ông nói này: tôi sẽ tạo ra thế giới, cho thế giới này thấy nhau về khuôn mặt, thấy nhau về văn bản, tức là chữ viết thay thế bức thư, nhưng rất ít người tin bởi vì hoài nghi, đúng không? Nhưng mà hôm nay nó có này, đúng không? Vậy thì thời đại, quay lại vấn đề là thời đại của chúng mình là thời đại kỷ nguyên 4.0 internet. Thì chúng mình có email, đúng không? Thay vì ngày xưa một bức thư ở Mỹ, ở Úc, ở anh nào đó, em biết viết một cái lá thư bằng thủ công rất là lâu, một tuần, có thể là hai tuần, đôi khi nó bị thất lạc đi. Nhưng hôm nay mình có địa chỉ email, trong vòng mấy giây thôi là bên kia đã nhận được rồi, nửa bán cầu, đúng không? Đó, chốt lại vấn đề đó là chúng mình phải tư duy đi, bất cứ làm việc gì chúng mình phải tư duy. Và người thông minh nhất là chúng mình làm sao phải biết dòng tiền thế giới đi về đâu, chúng mình đi tắt nó đầu. Và người thông minh nhất là biết khi chúng mình kiếm tiền, khi chúng mình đang nằm trên giường ngủ, đúng không? Vậy thì ai cũng 8 giờ như nhau, đúng không? Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, mình thức dậy đang có hàng triệu, hàng ngàn người cùng mình làm việc. Vậy thì mình chọn cái nào, đúng không? Và cái người này cho mình cái gì? Mỗi người cả thế giới này chung tay góp sức cho mình một sen thôi, một cách thôi. Hỏi làm sao mà không giàu được, đúng không? Nó đúng với nền kinh tế chia sẻ, kết nối cộng đồng trong thời đại kỷ nguyên số, nó là như vậy. Vậy thì câu chuyện hôm nay anh muốn dẫn dắt nó có cái tên gì mà làm mới thời gian rất là ngắn, nó làm nóng như vậy mà tất cả trên thế giới này.
em thường nghĩ là chiến tranh thì nó cục bộ ở vùng miền nào đó thôi, ở hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc nó cạnh tranh nhau về lương thực rồi nó đánh đá nhau về bom ở Triều Tiên chẳng hạn, ví dụ vậy, nó ảnh hưởng cục bộ thôi. Có thể là giá vàng, đó, đồng sản, đô la nó tăng trưởng nhưng nó không ảnh hưởng đến anh em mình lắm, đúng không? Rồi là thiên tai, lục bão, lấy tỷ dụ như ở miền Trung vừa rồi, đúng không? Thì nó ảnh hưởng cục bộ thôi, nhưng anh em mình vẫn ok, chúng mình vẫn đi chơi, chúng mình vẫn ăn cơm bình thường mà. Có thể là giá lương thực nó đội lên, giá gạo đó, thực phẩm, thịt heo, thịt bò nó đội giá lên một chút thôi, không ảnh hưởng lắm. Nhưng nếu như mà đã dịch bệnh thì là chóng hết. Bởi vì dịch bệnh anh biết không, cả thế giới này đều bị ngăn cách xã hội, tất cả những phương tiện, hàng hóa, nhà ga, bến đò, bến cảng và tất cả những doanh nghiệp đều trả lại mặt bằng hết, đúng không? Vậy thì nhờ sức mạnh gì, đúng không? Nhờ sức mạnh gì? Đó là công nghệ 4.0. 4.0 không cần gặp nhau, đâu cần, đúng không? Vậy thì câu chuyện hôm nay anh Quốc Hưng muốn chia sẻ cho em và mọi người như sau. Câu chuyện có cái tên là crown.com. Đó. Khi em và mọi người đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, khi em có 3G, em có wifi, em truy cập vào chính trang web trang chủ, em thấy hết, đó là em được làm chủ luôn, làm chủ mà, đúng không ạ? À? Rồi ok, vậy thì crown này là cái gì? Crown này là cái gì? Crown này ai tạo ra và crown này làm cái gì? Ok, chỉ có vậy thôi em nắm bắt được. Ok, vậy thì mở đầu crown là cái gì? Crown thực chất ra nó là một cái đám đông, dịch ra tiếng Việt Nam nó là cái đám đông. Đám đông, vậy thì tại sao người ta gọi là đám đông? Bất cứ cuộc đời này, bất cứ làm cái gì cũng phải có khách hàng. Đối tượng khách hàng là trọng tâm. Có cung thì có cầu. Em bán tiệm cà phê hay bất cứ em làm cái gì cũng phải có khách hàng. Bất cứ làm cái gì trên cuộc đời này phải có khách hàng, đúng không? Ví dụ, mình lấy một cái ví dụ. Ở một cái chợ ngoài Quy Nhơn, hay cái chợ ngoài ở Tân Bình, hay chợ Bến Thành, hoặc là dưới chợ Cần Thơ rồi gì đó, như thế này phải có trăm người mua và người bán, đúng không? Người nông dân sản xuất ra lương thực, thực phẩm, hàng hóa phải ra cái chợ này bán, đúng không? Cái chợ này là trăm người bán và người mua, tuy nhiên cái đó là chỉ là cái chợ đông thôi, chợ đông, đúng không? Nó mang cái tính chất của nó là truyền thống, bởi vì cứ trao đi mà lại. Nhưng đám đông của chúng mình đây là đám đông công nghệ, đám đông công nghệ 4.0 mà, đúng không? Em và mọi người, Uber Grab nó đâu có thấy mình, đâu có thấy văn phòng, kể thậm chí có Facebook, nó đâu có tập trung, người ta gọi là phi tập trung, nó gọi là công nghệ 4.0 mà, và hàng tỷ người trên thế giới này cũng tham gia được, cho nên người ta gọi là đám đông đó. Đám đông nó là như vậy đó, đúng không? Vậy thì cho anh làm phương pháp so sánh, anh làm phương pháp so sánh Sẽ chỉ dưới đó. Rồi phương pháp so sánh như sau. Facebook là một trang mạng xã hội rất là đình đám mà hình như ai cũng biết hết, phải không? Tuy nhiên Facebook khi thành lập ra mất 3 năm rất là dài, rộng rãi như vậy mới có 1 triệu thành viên tham gia mà thôi. 1 triệu thành viên tham gia, mặc dù Facebook cho chúng mình chơi không có phí, miễn phí, đúng không? Không có phí, nhưng mà 3 năm mới có 1 triệu người tham gia thôi, đúng không? Tuy nhiên hôm nay Facebook đã trên 3,5 tỷ người xài rồi, bởi vì rất là nhiều người biết. Việt Nam có
mấy chục triệu người, 60 triệu người chơi Facebook và mang hàng tỷ đô la về cho ông chủ Facebook, mà chúng mình đâu có được gì đâu. À, Facebook, Facebook chúng mình đang đi làm công cho Facebook. Điều đó đương nhiên mà, mình đang mất công sức, mất trí tuệ bởi mình đâu có kiếm tiền được từ đó đâu. Không kiếm tiền được từ Facebook. À, vậy thì em đã nghe những cái chuyện, nhiều chuyện rất là hệ lụy. Tại sao cô dâu là 64 tuổi lấy chàng trai Pakistan 24 tuổi hoặc bà cô gì đó. Vô hình chung chúng mình bào, chúng mình like, chúng mình share, chúng mình comment, đúng không? Và mình đang đi làm tiền cho các ông chủ đó, đúng không? Hoặc là Uber Grab cũng vậy, không đầu tư bất cứ chiếc xe nào hết, mà tại sao là điều hành mà kiếm tiền hết tất cả dòng xe thế giới này, đúng không? Facebook thoạt đầu tiên ở Mỹ là chỉ là quá gian thôi, đưa ngón tay quá gian thôi, và các nhà ý tưởng người ta nghĩ ra à, bây giờ có cách nào đó tận dụng những nhân công nhàn rỗi, những lúc nhàn rỗi, ví dụ em có chiếc xe, em Quốc Hưng có một chiếc xe hơi, mình kiếm tiền thêm gọi là nghề tay trái trong ngày hoặc trong tuần 1-2 giờ gì đó. Đó là ý tưởng. Và khi đưa ra, đặc biệt trên thế giới này, đặc biệt về Việt Nam, thì đang song hành, đúng không? Đang song hành là có taxi truyền thống, lấy tỷ dụ như taxi Mai Linh, đúng không? Tuy nhiên, taxi truyền thống người ta đầu tư rất là cồng kềnh tốn kém, phải không? Đầu tư rất là cồng kềnh tốn kém, mặt bằng bến bãi nhân công, thậm chí 64 tỉnh thành phố này phải có 64 cái văn phòng đại diện, mà trong đó là rất là nhiều nhân viên điều phối, đúng không? Rồi đầu xe, rồi tài xế, rồi tiền xăng xe, tất cả chi phí cồng kềnh tốn kém. Và khi đầu tiên Uber Grab về, người ta rất là hoài nghi. Người ta rất là hoài nghi, nói cái đó là ảo hay là cái app gì đó. À, tuy nhiên chính thời điểm này em thấy không, taxi truyền thống tự nhiên ít người đi, hay nói cách khác nó dần dần chắc chắn sẽ bị loại, đúng không? Bởi vì cái tính là ưu việt của nó chưa triệt để, và từ đó người Việt Nam của chúng mình không thử dùng 1-2 tiếng đồng hồ nữa, và mua xe chạy luôn, và tạo cho chúng mình, cho chính mình là một cái nghề chạy xe Grab luôn, phải không? Không cần 2 tiếng, bây giờ cả ngày cả đêm đều có mà, đúng không? Nhưng Uber Grab vẫn đang có cái gì đó bất công, mà chắc chắn như vậy. Khách hàng cũng là mình, mà nhà đầu tư cũng mình, và hàng tỷ đô la chạy về ông chủ Uber Grab, không? Lấy ví dụ xe mình cũng mua, mình cũng đổ xăng, đúng không? Mình chạy, mình bỏ công ra một chiếc xe gắn máy là mình 100 ngàn, phải trả về cho ông chủ là 20 ngàn, tương đương với 20%. Rồi tiếp đến nữa là một chiếc xe hơi, mình phải mua xe, mình đổ xăng, mình phải chạy bao nhiêu vất vả rủi ro trên đường, mà 100 ngàn phải trả về cho ông chủ Uber Grab là 30 ngàn, tương đương với 30%, đúng không? Đấy, vậy thì điều gì xảy ra? Hôm nay có một cái câu chuyện anh Quốc Hưng muốn chia sẻ đến cho em, đó là Rao Oanh, đúng không? Quay trở lại vấn đề đám đông của chúng ta, tại sao nó đông? Facebook là 3 năm trời ròng rã mới có 1 triệu người. Tuy nhiên Rao Oanh của chúng mình mới hơn 1 năm rưỡi thôi, em biết bao nhiêu không? Sấp xỉ là 23 triệu thành viên rồi, kinh khủng không? Duy nhất có một ngày có 1,5 triệu người trong vòng 24 giờ đồng hồ. Vậy thì 24 giờ đồng hồ mà 1 triệu rưỡi người, thì chúng mình so sánh với Facebook phải 3 năm, đúng không? Vậy thì đám đông này như thế nào nó đông? Chắc chắn nó tốt, nó ok, nó mới đông, đúng không? Và nó xứng đáng là đám đông số 1 hiện nay tăng trưởng nhất toàn cầu, bởi vì One là số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng không? One là số 1, đúng không? Vậy thì cái đám đông này ai tạo ra? Đám đông này mới là quan trọng. Đám đông này không phải là người bình thường tạo ra,
Người có một cái tên như thế này. Ngài, ngài có tên là Johann. Đó. Johann này là gốc người Do Thái. Nhắc đến người Do Thái thì chỉ số IQ cực kỳ thông minh mà ai cũng biết hết, đúng không? Tuy nhiên, ngài Johann này là người con của Chúa. Đó. Và em biết là người mà có đức tin, người phải có đức tin, sống cuộc đời là có đức tin. Chỉ có người có đức tin thôi. Tổng thống Donald Trump cũng là người con của Chúa, đúng không? Chỉ nhờ một đồng tiền đô la, đồng tiền lương duy nhất thôi. Donald Trump đâu phải là nhà tỷ phú mà, nhưng người ta cống hiến bởi vì người ta có tầm nhìn. Người ta có tầm nhìn, người ta muốn đi về bên kia để lại cho cuộc đời cái gì, đúng không? Giống như Đức Chúa Giêsu hoặc Đức Phật cũng vậy, người ta có cái trường tồn, tầm nhìn của người ta trường tồn là không bao giờ chết, đúng không ạ? Đó. Và một nguyên thủ quốc gia cũng vậy, người ta muốn cho đất nước nhà người ta ổn định, và đến hàng trăm năm, hàng thế kỷ sau nó luôn tồn tại. Luôn nói chung là một điển hình, đúng không? Và người phải có đức tin. Rồi. Donald Trump, Johann là người Do Thái mà người con có đức tin. Đấy. Tiếp đến nữa là Johann cũng không phải là người bình thường, là một doanh nhân, là một tỷ phú thế giới, tỷ phú thế giới, top 100 người giàu nhất thế giới. Và Johann có 3 công ty trên thị trường nước Đắc Mỹ. Người mệnh danh Trung Trương Phúc Quân không phải là người bình thường, không phải một công ty mà có tới 3 công ty luôn. Và Johann tạo ra công ty thứ tư là có tên Grand One, mà anh Quốc Hưng đang chia sẻ cho em và mọi người. Đó, đang chia sẻ cho em và mọi người. Vậy thì tạo ra đế chế Grand One này là cái gì? Đó. Công ty Grand One này thực chất là không phải tạo ra cách đây 1.5 năm mà đã có nền tảng cách đây từ 13 năm rồi. Và đứng sau công ty Grand One có 8 người tỷ phú giỏi nhất thế giới. Đặc biệt trong đó có Peter Jacobson. Đó, Peter Jacobson. Vậy thì nền tảng và giá trị của công ty Grand One nó từ lâu như vậy, nó đã bền chặt và nó hướng vào tương lai như vậy, thì chúng ta vô cùng yên tâm. Tạo ra công ty thứ tư là công ty Grand One. Nói về ngài Johann thì như thế này. Johann sinh ra tại châu Âu, đất nước Thụy Điển. Châu Âu thì em biết là đất nước phát triển. Tuy nhiên, ngài Johann sinh ra một miền quê ít có tên tuổi ở trên đất nước Thụy Điển. Ví dụ như Sài Gòn, Huế hoặc Đà Nẵng hoặc là Hà Nội, người ta biết. Mình sống cái địa danh giống như ở Quy Nhơn Bình Định mình cũng vậy, nhưng tuy nhiên mình sống ở trên miền núi thì đâu người ta biết được. Đó. Miền xa, vùng sâu vùng xa ít người biết. Và Johann sinh ra là kém được may mắn, có nghĩa là mắc một cái chứng là khó đọc, đọc chữ trôi đi. Ok. Và Johann vượt khó. Bây giờ Johann là nhà tỷ phú và biết tới 5 ngôn ngữ. Và Johann biết 50 cái kỹ năng kinh khủng như vậy. Có nghĩa 50 kỹ năng người bình thường chúng mình xài cái điện thoại chưa xài hết mà. Giỏi như vậy đó. Và Johann muốn làm điều ngược lại với các tỷ phú khác trên thế giới như sau. Ví dụ các tỷ phú khác trên thế giới khi mà làm có tiền rồi, trở thành tỷ phú rồi là giống như là ban bố bố thí vậy. Của cho thì không bằng cách cho gặp đất nước nào nào đó thiên tai dịch bệnh rồi giúp đỡ thuốc men. Tuy nhiên không triệt tiêu được vấn đề làm từ thiện. Có nghĩa là Johann không muốn làm cho người nghèo, cho người nghèo con cá, mà cho chúng mình chỉ cần câu cơm, chỉ cho cách câu và câu hoài đến đời mình, đời con, đời cháu không bao giờ hết. Đó, ý tâm nguyện của Johann như vậy. Và nếu như cho các, như các tỷ phú khác, người ta hay ỷ lại người nghèo, người ta nhiều người người ta ỷ lại há miệng chờ sung. Johann không muốn làm điều đó. Vậy thì Johann làm như thế nào? Điều cuối cùng đó, Johann sẽ làm như thế này. Johann làm như thế này để chúng ta có nhiều tiền, bởi vì mình đi kiếm tiền mình biết như thế nào chứ, đúng không? Đồng tiền đi về đâu? Johann làm như thế này. Đây là em, đây là anh và tất cả mọi người, tất cả mọi người ở đây, đúng không? Kể cả trên thế giới 100 mấy chục, 200 mấy chục quốc gia đó.
khi mình trở thành thành viên với công ty Crowd1, mình đóng phí, mình tham gia đóng phí. Thay vì chúng mình tham gia Facebook, mình đâu có đóng phí, mình được cái gì đây đâu, đúng không? Mình đi làm công, người ta đã đúng rồi. Mình đóng phí ở đây, phí ở đây là phí giáo dục. Chỉ có giáo dục là một quốc sách trong quốc gia nào đó, đúng không ạ? Đất nước Singapore rất là nghèo tài nguyên, đúng không? Người ta sống trên một ốc đảo, người ta hút cát lấn biển làm nhà. Nước ngọt phải hút lấy từ, mua về từ đất nước láng giềng là Malaysia để sinh hoạt, đúng không? Tuy nhiên tại sao người ta một đất nước phát triển gọi là con rồng châu Á, ở đó là một trung tâm giáo dục, đúng không? Và bây giờ đất nước ở Singapore tăng trưởng và phát triển cực kỳ, đó là nhờ giáo dục, đúng không? Tuy nhiên giáo dục không có cơ hội nào chúng mình đi kiếm tiền, và đặc biệt kiếm tiền tỷ với cơ hội nó ăn mà chúng ta không có kiến thức, đúng không? Tuy nhiên kiến thức ở đây rất là thường thức, rất là đơn giản, bởi vì là cơ hội thì dành cho tất cả mọi người, ai cũng làm được, đúng không? Mới gọi là cơ hội chứ, đây là siêu cơ hội nữa. Cơ hội không chẳng dành cho người giỏi, chưa hẳn dành cho người giàu, đúng không? Ví dụ như anh giỏi một lĩnh vực nào đó thôi, nói về chạy xe hoặc là bác sĩ chuyên môn gì đó, người ta giỏi về lĩnh vực nào đó thôi, cái đó số đó rất là ít, mà cơ hội dành cho ít thì đó là lợi ích nhóm rồi, đúng không? Nó lợi ích nhóm rồi, nó đâu phải dành cho cộng đồng, dành cho tất cả mọi người rồi, kể cả người thiểu năng là vẫn được. Ở đâu anh có rất là nhiều người, rất nhiều anh chị khuyết tật, thậm chí là người ta là coi như là gánh nặng của xã hội, và người ta vào đây người ta tham gia cũng thành công luôn. Quý anh chị, em chưa có điều kiện là đi tham quan du lịch và dự những sự kiện, đặc biệt vừa rồi tại Đà Nẵng, 1.000 doanh nhân, director, chưa có doanh nghiệp nào trong thời kỳ dịch bệnh như vậy mà người ta được tôn vinh như vậy, đúng không? Vậy thì khi chúng mình vào đây, chúng mình trở thành thành viên, chúng mình đăng ký và chúng mình được học, đúng không? Chúng mình được học rồi. Và Crowd One đại diện cho ông chủ là Johan đi nói chuyện với đối tác thứ ba là doanh nghiệp. Doanh nghiệp là đối tác thứ ba, đúng không? Và tài sản lớn nhất của chúng mình, ví dụ hôm nay là 23 triệu thành viên đây, 23 triệu thành viên, mình trở thành thành viên xong, Crowd One sẽ đi nói chuyện với đối tác thứ ba, hay nói cách khác là hợp đồng với đối tác thứ ba. Vậy thì tài sản lớn nhất đó là con người. Con người thì có cung có cầu mà, đúng không? Xuất hiện có cung có cầu và nói chuyện với đối tác thứ ba. Đối tác thứ ba thì quá nhiều doanh nghiệp, giáo dục này, y tế có này, ký kết hợp đồng hết rồi. Rồi du lịch này, đặc biệt có công ty Lichen Travel là công ty có nhiều mặt nhiều năm trên thế giới rồi, mấy chục năm rồi, bang Florida Mỹ đứng top 10 thế giới luôn mà. Vậy thì khi mình tham gia trên cái Lichen du lịch này là mình được giảm giá. Đây, lấy ví dụ công ty du lịch truyền thống, phải không? Thứ nhất là người ta phải thuê mướn mặt bằng, ở trong này có tổng giám đốc, nhân viên cần gần tốn kém như vậy, chi phí như vậy. Ví dụ ở đây 12 triệu, tuy nhiên đi trên Lichen Travel chỉ có 2 triệu thôi, mà đẳng cấp 5 sao. Vậy thì lựa chọn cái gì? Mình chọn cái này thứ nhất là được giảm giá, đúng không? Và được an toàn, và cộng đồng mình đi tham gia thì mình có tiền, người ta đi thì mình có tiền, mình đi được giảm giá, thấy hay không? Đây là sự lựa chọn thông minh trong thời đại 4.0, ok, phải không? Rồi là game là công ty Mister này, là công ty game di động lớn nhất toàn cầu. Các chuyên gia kinh tế học người ta tính là cứ 1.000 người cầm trên tay chiếc điện thoại di động có 500 người chơi game hết rồi, có nghĩa là nửa thế giới này người ta chơi game rồi. Và ngành công nghiệp tỷ đô, hàng tỷ đô la, đó là ngành công nghiệp không khói, game, đúng không? Như Vinagame của mình, Võ Lâm Truyền Kỳ đó, bóng bóng hình gì đó cũng đã mang cả lợi nhuận cả tỷ đô rồi. Tuy nhiên game đây là game 3D, game như thật, game có tạo ra trí tuệ đấy. Rồi casino là công ty Apico là công ty cá cược thể thao lớn nhất thế giới, công ty cá cược đủ các loại hình cũng mang lợi nhuận cả tỷ đô. Em thấy khi người ta chuyển nhượng cầu thủ, đúng không, hàng triệu bằng anh là nhờ thị trường cá cược này. Ok,
Rồi tiếp đến nữa là thời gian. Thời gian lấy ví dụ như là Amazon, đúng không? Kênh thương mại điện tử Amazon mà ai cũng biết hết, lợi nhuận hàng tỷ đô và ông chủ. Rồi tuy nhiên chúng mình mua trên kênh Amazon, chúng mình không được quyền lợi gì hết, đúng không? Rồi mình tham gia ở đây, thời gian ở đây mình mua bán, cộng đồng mình mua bán thì mình được giảm giá, và cộng đồng mình mua bán rồi trao đổi với nhu cầu thì mình có tiền. Rồi là bank, tức là ngân hàng, đúng không, cũng tham gia ở đây. Rồi tiếp đến là những bất động sản và rất là nhiều các công ty khác, hàng trăm công ty. Ví dụ như báo chí ở đây có luôn, báo chí người ta sản xuất một lần người ta bán cả đời, đúng không? Lấy ví dụ như là bây giờ mình, ví dụ mà ngày xưa tiến sĩ Tổng Dương chẳng hạn, người ta làm video một, người ta giảng dạy là phải một buổi cả ngàn người theo, nhưng mà ít khó làm. Nhưng bây giờ thời đại công nghiệp rồi, công nghệ 4.0 rồi, thì bây giờ người ta quay một video clip người ta đưa ra và bán mãi mãi luôn, đúng không? Nhờ công nghệ mà. Và tất cả những đối tác thứ ba này là doanh nghiệp thứ ba, đúng không? Ngày số 2 này chúng mình trở thành cộng đồng, chúng mình trở thành thành viên đóng phí giáo dục, trở thành công ty Growang đại diện ngày số 2 đi nói chuyện với đối tác thứ ba hay nói cách khác là hợp đồng. Rồi lợi nhuận phần chia là 50% này đưa về cho công ty Growang của chúng ta. Và trong cái số 50% này, 100% của 50 đại diện cho công ty Growang là ngày số 2 chỉ giữ lại là 20% thôi để bảo tồn, bảo trì doanh nghiệp, đúng không ạ? Và 80% này đưa về chúng ta là cộng đồng chúng mình tham gia. Đấy, gút lại vấn đề, chốt lại vấn đề. Có nghĩa là Growang là cái gì? Growang là đám đông. Như thế nào là đám đông? Trong thời gian rất là ngắn, nó là đám đông số 1. Bởi vì Growang là số 1, đúng chưa? Tiếp đó, ai tạo ra công ty Growang, đế chế Growang, đúng không? Đó là một người không phải là bình thường. Đó là ngài Johan của chúng ta, vừa có đức, vừa có tài, vừa có đức tin, đúng không? Tạo ra đế chế Growang. Đứng đằng sau đế chế Growang không phải là một mình ngài Johan, mà rất là nhiều người giỏi, và người tỷ phú, đúng không? Và người giỏi tạo ra đế chế Growang, đúng không? Rốt cuộc lại, công ty Growang làm cái gì? Growang tổng hợp tất cả các mô hình kinh tế, tổng hợp là hết, đúng không? Tổng hợp là tổng hợp hết các loại mô hình, là không có cái gì hết, trọn vẹn hết luôn, đúng không? Rồi Growang đi theo đại xu thế toàn cầu, có nghĩa là đại là lớn, mà xu thế là trước thời đại. Đấy, tóm lại như vậy, ok, xong. Tuy nhiên, chúng mình đi sâu vào càng thấy vấn đề nhân văn và nhân đạo và thông minh của ngài Johan cho chúng ta quá nhiều quyền lợi luôn. Như sau, trong 80% của ngài Johan, Johan sẽ làm động tác thứ nhất chia 20%, 80% đối tác thứ ba cho nghe, cho chúng mình chia lại 20%. Vậy thì 40% đầu tiên Johan, ngài Johan của chúng ta đưa về cổ phần. Nói đến chuyện cổ phần, cổ phần là cực kỳ quan trọng, là linh hồn, là mạch máu, là con gà đẻ trứng vàng, đúng không? Mà bất cứ người giàu nào trên thế giới này cũng nắm giữ một cổ phần công ty nào đó, điều đó là điều đương nhiên rồi. Và người Việt Nam của chúng mình cũng vậy, cũng nắm giữ cổ phần một công ty nào đó, đúng không? Tuy nhiên, người Việt Nam của chúng mình là chế độ độc bản. Khi đất nước trong thời kỳ bao cấp, em đã từng nghe đúng không? Những cánh chim đầu đàn thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, Vinalize, Vinasin, đúng không? Vấn đề tới gì thì anh ít nói là ở đây, tuy nhiên ai cũng biết. Khi đất nước chuyển mình qua kinh tế thị trường, buộc những doanh nghiệp nhà nước phải chuyển đổi qua cổ phần hóa, đúng không? Cổ phần hóa khi đó chuyển đổi thì anh em mình rất là khó khăn để nắm giữ cổ phần, đúng không? Bởi vì mình thứ nhất là mình người bình thường, mình nghèo, mình không giữ cổ phần đó được. Vậy thì hôm nay ngài Johan cho chúng ta cái cơ hội này, và ngài Johan cứ thế là mỗi tuần tặng cho chúng ta một lần, và một tháng là 4 lần, và Johan lại chia cổ tức cho chúng ta 3 tháng một lần.
và chúng mình vô cùng hạnh phúc đang nắm giữ cổ phần rất 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 nhiều công ty, và công ty tỷ đô mãi mới liệt kê, đúng không? Toàn ngành công nghiệp không có hết, giáo dục đâu có khói, y tế đâu có khói, bất động sản cũng không, thời trang cũng không khói, du lịch cũng không, game cũng cả tỷ đô cũng không khói, casino đúng không, giải trí đá banh cũng đâu có khói. Và Johan rất là thông minh, thậm chí các công ty tốt nhất phải tìm đến Johan, Johan lựa chọn. Và công ty còn nổi tiếng nhiều năm trên thế giới rồi, giống như Lichen, đúng không? Lichen là công ty chai bột, công ty du lịch đứng top 10 thế giới đấy. Rồi, và vừa tặng cho chúng ta nữa, tùy theo chúng ta tham gia, và chia cổ tức cho chúng ta 3 tháng một lần. Chưa có một đơn vị nào, chưa có một công ty nào dám chia cổ tức cho các thành viên, đúng không? Lấy ví dụ em là kinh doanh cà phê, đúng không? Hai anh em mình chung cổ phần với nhau, em có nhiều thì em làm chủ tịch hội đồng quản trị, và anh em mình phải họp lại cổ đông chứ, và đưa ra một cái kế hoạch lộ trình rõ ràng. Ví dụ 2 năm sau cái tiệm cà phê chúng mình có lời thì mình mới dám chia. Trước thời gian mà ví dụ 5 tháng sao dám chia, mình chưa có lời chứ. Đúng là đó là thông báo phá sản mất rồi, đâu có lợi nhuận, đúng không? Tóm lại như vậy. Tuy nhiên Rao Oanh dám chia lợi nhuận cho chúng mình, bởi vì đối tác thứ ba mang lại mà, đối tác thứ ba mang lại cho chúng mình, hay không? Rồi còn 40% còn lại ngày số 2 làm gì? Cho chúng ta đi phát triển cộng đồng, giống như anh Quốc Hưng đấy, anh Quốc Hưng đi chia sẻ kết nối cộng đồng, đúng không? Làm cầu nối trong ngày số 2. Đây là ví dụ là Johan đại diện công ty của Rao Oanh giữ 20%, còn anh ví dụ như em là người tiêu dùng đến cuối cùng luôn, gọi là mua tận gốc bán tận ngọt, em xứng đáng hưởng được 80%, bởi vì Johan không có mặt bằng, không có bến bãi, không có nhân công, mình là cầu nối đi chia sẻ kết nối cộng đồng thôi mà, đúng không? Chia sẻ kết nối cộng đồng, cho nên chúng mình xứng đáng hưởng được cái phần chia này. Nhưng mà mình vô cùng hạnh phúc có ngày số 2 đó, để tạo ra, để chế ra ngoài này. Rồi, ok. Rồi, tiếp đến nữa là bây giờ rút lại vấn đề nữa là, rồi đúng không, đối tác thứ ba mang lại cho chúng mình rồi. Tuy nhiên thành công thì có phương pháp, thất bại thì có nguyên nhân như sau. Có hai dòng tiền, thứ nhất là đối tác thứ ba mang lại là vô tận rồi, còn chúng mình tham gia gói giáo dục, đúng không, mua đứt bán đoạn, tuy nhiên tiền sẽ đưa về cho chúng ta. Johan là nhà tỷ phú mà, Johan đâu có cần tiền của chúng ta, không cần tiền của chúng mình, Johan cần chúng mình thôi, bởi vì nhân đạo để kết nối đối tác thứ ba mang lại tiền cho chúng mình, đúng không? Vậy thì tiền của chúng mình đưa ra, tiền sẽ đi về đâu? Dạ xin thưa, đưa về túi anh em chúng mình luôn. Như sau, Johan sẽ đưa ra là 1.1 bằng 20%, 1.2 bằng 30%, 1.3 bằng 40%. Johan đưa về đó tỷ lệ. Vậy thì nếu như người mà không có phương pháp thì chúng ta sẽ chọn là con số này. Tuy nhiên chọn số này mình phải bỏ ra 100% công sức, hưởng được có 30% thôi. Nhưng mà chúng mình có phương pháp thì chúng mình sẽ chọn con số này gấp đôi luôn, đúng không? Gấp đôi, nhưng chỉ cần bỏ ra 30% công sức thôi, hưởng được 100%. Và 70% ở giữa này có đồng đội cộng hưởng giúp đỡ chúng mình. Đó là phương pháp, đúng không? Thành công thì có phương pháp, thất bại thì có nguyên nhân. Mình kinh doanh cái gì cũng vậy, mình phải có bí quyết chứ. Nếu như mà mình nên nấu cà phê, ví dụ pha chế không ngon, đó là mình thiếu bí quyết, thì đương nhiên lượng khách hàng sẽ ít. Và sẽ ít thì mình doanh thu mình thấp, đúng không? Thiếu phương pháp mà.
đúng không? Còn chưa nói cái khác, mình có nhiều cái phải có những cái nhiều nghệ thuật rồi mình kinh doanh đúng không? Mình có cái bí kíp của kinh doanh. Tuy nhiên ở team Superbrick này, mà cái áo anh Quốc Hưng đang mặc này anh rất là tự hào. Superbrick có nghĩa là siêu giàu. Giàu ở đây là giàu tiền bạc thì đương nhiên rồi, đúng không? Nhưng mà cái giá trị lớn nhất đó là về mặt tinh thần, về kỹ năng, về kiến thức, về giúp đỡ nhau, yêu thương, đúng không? Với một cái phương châm, người đi trước giúp đỡ cho người đi sau, người biết nhiều chỉ cho người biết ít, và người biết ít thì chúng ta cũng nên học hỏi. Và ở đây cứ chỉ ra, vì bản chất của chúng mình là sao chép mà thôi. Ở phía bên ngoài bên kia không có cơ hội. Ngoài bên kia người ta gọi là thương trường giống chiến trường, đúng không? Có nghĩa là con cá lớn nó sẽ nuốt con cá bé, đúng không? Tiền đè tiền mà. Còn với cơ hội 4.0 này là thời gian, vấn đề là thời gian. Ai nắm bắt được là thời gian, có nghĩa là con cá nhanh nuốt con cá chậm. Vậy thôi, đúng không ạ? Và như vậy là em cũng như mọi người là mình vô cùng hạnh phúc. Và em xin thay mặt cái người mà đưa cho em thông tin phải cảm ơn người đó, bởi vì người đó cho mình cái thông tin. Nếu như em không đón nhận thông tin thì em khép cánh cửa lại, thì đương nhiên mình mất cơ hội. Mình mất cơ hội là mình mất cuộc đời mình, đương nhiên rồi. Và cơ hội đến đời người rất là ít, huống gì là siêu siêu cơ hội, đúng không? Lặp lại vấn đề rất là nhiều kiện, ví dụ là Bitcoin và có nhiều vấn đề lắm, đúng không? Nhiều người đến mất cơ hội. Rồi, ok. Vậy thì đây là cái cách của ngài Johan đưa ra. Tuy nhiên mình đang chọn cái phương pháp này. Đây, lấy ví dụ như là anh xin phép anh nói, bởi vì á cái sơ đồ này, tối ưu hóa sơ đồ này bằng cái công sức, bằng cái tâm, cái đức của người có kiến thức, đặc biệt ở gia đình team Superbrick này, đó là có anh chị Loan và Danh, thường gọi là sư tỷ và xuất ca, đã tạo nên cho văn phòng team Superbrick mà đi một cái hướng đi rất là tốt, tối ưu hóa nhất quyền lợi của mình. Mình đi kiếm tiền thì mình phải có phương pháp, đúng không? Thay vì mình đi sau mà mình đến trước đó. Và mình đi kiếm tiền thì chỗ nào có nhiều tiền mình kiếm chứ, chứ cái chỗ không có tiền lấy đâu ra, đúng không? Ở đây là cái chỗ kiếm mà tối ưu hóa sơ đồ đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ chọn là con số này là phương pháp mới. Tuy nhiên cái mới rồi mình phải nói cái cũ để mà nắm được, bởi vì không ai sinh ra là biết chạy biết đi ngay được, đúng không? Em ở đến đây mặc dù ở ngoài kia câu chuyện của Rawan thì anh chưa nắm rõ, có người người nào đó cho anh thông tin rồi, nhưng mà trách nhiệm của anh phải nói, bởi vì em là người mới. Không ai sinh ra mà biết chạy biết đi liền được, những đứa bé là đứa bé thành đồng thôi, đúng không ạ? Vậy hôm nay muốn chia sẻ với em, cái mới phải có cái cũ, đúng không? Như sau. Vậy thì như thế nào là cái cũ? 1.1 bằng 20%, đúng không? Ví dụ đây là em, đúng không? Chia sẻ cho một người này là người A và người này là người B. 1.1 thì nhìn cái hình vẽ đây là 1, đây là 1, đúng không? Vậy thì cộng cái này là bằng 2, là bằng 20%. Vậy thì như thế nào là 1.4? 1.4 thì mình phải thêm vào đây, người này là người C, người này là người D, thì đây là 1.3, bằng 40%. Nhìn trên hình vẽ đây là 1, 1.3 là tỷ lệ 1 mà, bên này 1, 2, 3, cộng lại là 40%. Đúng không? Tuy nhiên cái này nó phải là cũ, bởi vì cắt là không. Em nhìn dưới tầng này, tầng đáy này nó không có cái gì hết, đâu có cái gì đâu. Người ta gọi là ăn sủi ở thì, mà ăn sủi ở thì nó rất là ngắn. Tư duy đi kiếm tiền, kiếm tiền thì ngoài ở ngoài đầy cơ hội, thiếu gì cơ hội, đúng không? Bóc ngắn cắn dài, mình chưa xây dựng một cái nền tảng mà mình như thế này thì khó thành công. Đây là cái cũ, đúng không? Rồi em nói đến chuyện cái mới. Cái mới là công thức thành công của team Superbrick như sau. Ở đây chỉ đi 1.3 thôi, bằng 40%, bằng 40%. Vậy thì đây cũng là, đây là em, đúng không?
Em có một cái doanh nghiệp của em gồm có nhóm trái và nhóm phải, đúng không? Nhóm trái và nhóm phải. Em chia sẻ cho một ngày người nào đó, gọi là người này người B, người này cũng có cái sơ đồ nhóm trái và nhóm phải, người C cũng có một doanh nghiệp nhóm trái và nhóm phải, người D này cũng có một doanh nghiệp nhóm trái và nhóm phải, ai cũng giống ai hết. Nhìn sơ đồ khác với sơ đồ cũ đúng không? Nhìn rất là đẹp. Vậy thì em cũng làm chủ, người này làm chủ, làm chủ, làm chủ hết, không làm công cho ai hết, đúng không? Vậy thì một ngày nào đó đẹp trời, em tuyển dụng ra, ví dụ hôm nay Dũng đưa em lên đây, cũng là người mới của Dũng. Ngày sau em cũng vậy, doanh nghiệp mà. Doanh nghiệp thì phải phát triển, phải có khách hàng. Có một người mới vào đây, nếu như em quen đường cũ như vậy, tỷ lệ như vậy là 1.1 rồi, đúng không? Thì em đi bỏ chuyện cũ đi, đừng đi theo vết xe đổ nữa. Vậy thì em sẽ bỏ người đó ở đâu? Đưa lên này cũng được, bởi vì nó có nhóm trái và nhóm phải thôi. Thì người này nó phải về dưới này, người B này cũng vậy, cũng về dưới này, ai cũng về dưới này hết, người ta gọi là một hợp lực với nhau, đúng không? Cùng đi về một hướng, một hợp lực với nhau, hay gọi là một nhóm mạnh với nhau. Đến khi nào đó tạo ra một cái doanh số dưới này bằng 1.3 bằng 40%, đúng không? Hay nó cách khác là số tiền 40%, và em vui lòng em chuyển dịch qua bên này. Đây là cái sơ đồ anh Quốc Hương phát thảo lên trên bảng thôi. Thật ra nó đã có automatic ở trong này rồi, một dấu chấm không sai. Đó, bằng cái công sức, bằng kiến thức của quý anh chị em đi trước, đặc biệt là anh chị Loan Thanh ở đây, đã tạo ra chúng mình một cái sơ đồ như thế này. Cực kỳ hay, nói cách khác là sơ đồ này là sơ đồ nhị phân, cấp tiến hiện đại bậc nhất mà chưa có đơn vị nào làm được. Đó. Vậy thì đây, và cái sơ đồ này cho chúng ta là mắc ao là 20.000 euro trên một tuần và 80.000 euro trên một tháng. Bởi vì một tháng là 4 tuần và mắc ao thu nhập ai cũng giống ai đó. Em cũng giống anh cũng giống em. Vậy thì ví dụ như em mà 1 triệu đô mà anh có 100.000 đô, như vậy là bất công rồi, đúng không? Nhưng ai giống ai hết mà. Mà bây giờ sơ đồ là 20.000 euro nhiều không? Một tuần nhiều không? Hỏi ai làm được, đúng không? 80.000 euro một tháng mà. Vậy thì đây là một sơ đồ cấp tiến hiện đại nhân văn nhất. Tuy nhiên chúng mình phải làm đúng phương pháp này và sao chép thật đúng, chúng mình mới thành công. Đó, đó là chia sẻ xong cái sơ đồ này. Tiếp đến, đi sâu vào vấn đề nữa là như thế này. Có nghĩa ở đây có một cái sơ đồ người ta gọi là lót ổ đại bàng như sau. Tại sao ở team Superdip này có công thức thành công như vậy? Nó sẽ có một cái sơ đồ lót ổ đại bàng, lót ổ đại bàng. Vậy thì lót như thế nào? Nó về vấn đề tư duy. Người thông minh phải biết đi tắt đóng đồng, phải biết đi trước mà về sau. Đấy, ví dụ như thế này, nó có một cái tên là chùm nho. Mà chùm nho thì nó rất là ngọt, bởi vì nó rất là ngọt ngào, nó nhiều trái. Nho ngọt lắm chứ, đúng không? Vậy thì em sẽ lót như sau. Ví dụ như là cái điều kiện của ông Johan nó đưa ra như thế này. Thứ nhất là gói ngoài là 2.6, gói black là 7.8, gói gold là 20.800, gói titan là 65.000. Em được cái gì? Thứ nhất là em được học cấp 1, học cấp 2, học cấp 3, học đại học. Bởi vì em chia sẻ là các gói giáo dục mà, em vào đây em tham gia được học. Tuy nhiên em học rồi, em sẽ được là tặng 50 cổ phần, hay nói cách khác là cổ quyền, hay nói cách khác là phần chia. Đó. Và 50 cổ phần này với giá bây giờ là 2 euro. 2 euro mà nhân với 5 là cũng bằng 100. Suy ra em cũng bằng 2.6, bởi vì tiền euro đó nó 2.6, đúng không? Vậy thì doanh nghiệp của em không có đồng nào hết. Em tham gia cái gói này, em thứ hai em được là 150 cổ phần,
cũng nhân với 2 euro em cũng được 7 triệu 8, doanh nghiệp của em cũng không có đồng nào hết. Em được học mà, tham gia mà, mua đứt băng rồi. Em tham gia cái gói này em được 500 cổ phần, tuy nhiên em được tới 41 triệu luôn. Vậy thì từ doanh nghiệp không có đồng nào mà em là doanh nghiệp của em có lời, đúng không? Rồi em được cái này là 1750 cổ phần. 150 cổ phần này nhân lên 2 euro bằng 91 triệu. Doanh nghiệp của em quá có lời luôn. Thế hai, đây là thể hiện cái tính nhìn nhân đạo của Ngài Choan. Đó. Vậy thì ở đây là 50, tối ưu hóa sơ đồ nghe, là 50 con gà để trứng vàng. Thì con gà này của em đang nuôi ở cấp độ trong nhà thôi, gà thợ vườn thôi. Nếu như em muốn, em muốn ở đây, đúng không, 1700 con gà, thì cái gà này nó đang ở ở trang trại, trang trại gà. Mà trang trại gà là một doanh nghiệp. Đó, từ cái tư duy của người làm công trở thành người làm chủ là ở đây, đúng không? 1750 con gà mà, 50 con gà sao bằng 1750 con gà được. Con gà đó mình nuôi trong nhà mà. Đây là một trang trại lớn, là tư duy doanh nghiệp. Ok. Tuy nhiên đây là các điều kiện của Ngài Johan ra, mà được học cấp 1, cấp 2, cấp 3 để học. Cái này thì em chạy bộ thôi, cái này em đi xe đạp, cái này em đi xe Honda, xe máy, và cái này em chạy xe hơi. Rất công bằng, sự lựa chọn mà, đúng không? Mỗi người một khuôn mặt, một chứng minh thôi. Bây giờ nói là đầu tư á, tiền tỷ á, các tỷ phú khác nó đầu tư hết. Bọn Johan không là tỷ phú mà, ông làm việc với một tỷ phú thôi, thì còn đâu cơ hội mà mình có cổ phần này, mà cổ phần này cũng không chia sẻ rồi. Là cực kỳ quan trọng, các bất cứ người giàu nào trên thế giới này người ta nắm giữ cổ phần. Nếu như ngài giàu nó đổ bộ giờ đây nó mua cổ phần, anh em mình đâu có cơ hội để ngồi đây mà chia sẻ nữa. Là quay lại chuyện cũ rồi, đúng không? Vậy thì đây là các gói giáo dục mà công ty của Rao Quang đưa ra, mà đại diện của ngài Johan, đúng không? Tuy nhiên chúng mình vô cùng may mắn, và đặc biệt cho người đến sau, em cực kỳ may mắn như sau. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, 10 ngày nữa là có chấm dứt khép lại chương trình nhân 3 và nhân 6. Có nghĩa hôm nay em tham gia với 2.6, em sẽ được nhân lên 7.8. Thường là 2.6 em chỉ có 50 cái cổ phần thôi, 50 con gà để trứng vàng, đúng không? Nhưng hôm nay em có 150 cổ phần. Như thế nào là nhân 6? Bình thường gói chúng ta nó không phải hết 65 triệu, tuy nhiên hôm nay chỉ có 17 triệu mà thôi. Thấy không? Hay không? Mà có 1750 con gà mái đại trứng vàng. Vì đây là cơ hội, đây là công ty đối tác thứ ba Big Lotto, là công ty xổ số kiểu Mỹ lớn nhất cấp 10 Việt Lốt của chúng ta. Chúng mình trúng là 1 triệu euro, và người tham gia chúng mình có cổ phần, à có phần trăm 10%, kinh khủng như vậy đó. Mà chúng hàng triệu đô la chứ không phải số số của chúng mình. Rồi, đây, em nhớ con số 17 triệu này. Từ 65 triệu còn 17 triệu mà thôi. Rồi, hôm nay em tối ưu hóa sơ đồ theo công thức team Superlit cho em hay luôn, để nắm giữ, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Như sau, bình thường không có chương trình khuyến mãi, em phải bỏ ra gói Titan tới 65 triệu. Đúng không? Được 1750 cổ phần. Và bây giờ lót ổ đại bàn, công thức lót ổ đại bàn, em làm ơn phải lót 15 cái ổ cho anh. Lót trước, điều kiện bắt buộc mà. Điều kiện như vậy để mình tối ưu hóa sơ đồ, mình hưởng quyền lợi cao nhất. 15 cái ổ đại bàn này nó là gói White, là 2.6, nó gọi là gói B, nó phải tới 7.8 luôn, bắt buộc mình phải gói B. Vậy thì 15 cái bộ đề bàn này sau này mình lấy tiền sao? Từ từ em, nó 7 triệu 8. Từ từ em nói cho, em nói xong cái này là lấy tiền thì quá đơn giản rồi. Lấy tiền thì quá đơn giản, nó bằng 7 triệu 8, cộng lại hết nó phải bằng 182 triệu, không có khuyến mãi. Như hôm nay có chương trình khuyến mãi trong vòng 10 ngày nữa thôi, gói Titan nó có 17 triệu, em lót 15 cái bộ đề bàn hôm nay nó chỉ có 26 triệu thôi. Tổng cộng lại có 56 triệu mà thôi, chưa bằng cái gói Titan này, đúng không? Rồi, ok. Vậy thì em được cái gì?
Thay vì em không có biết cách lót vào trên bàn, em chỉ bằng 1.25 cổ phần thôi, nhỏ xíu đúng không? Nhưng mà em lót em được 375 cổ phần trên một tuần, một tháng là 4 lần, như vậy em có 1.500.